Em xin kính chào quý thầy cô, em tên là Suy Nguyễn, mã số định danh của em là 2374-129. Em xin rút ra bài học Tâm Đắc Ngộ ra buổi thứ 60. Đó là thầy nói về việc hình thành nhân cách trí tuệ. Thì trước đây thì em nghĩ là cái trí tuệ này là mình có cái kiến thức, mình có cái nhìn những cái người họ có kiến thức, họ có cái bằng cấp cao thì mình gọi là trí tuệ. Thì nhưng mà ở đây là việc hình thành được cái nhân cách mới là quan trọng. Thì chúng ta nâng tầm nhận thức nội tâm về trí tuệ. Một con người mà ví dụ như là dụng tâm mà làm, thường xuyên mà làm, mà thì vui vẻ mà làm, tin tưởng mà làm, thì với một cái nguồn năng lượng bao dung, trân trọng, biết ơn, thì lâu dần con người sẽ nhìn thấy cái người này có cái nhân cách trí tuệ. Và tức là ví dụ như là mình mới vô quýt á, mình thấy là nếu như ở ngoài đời đi, em sẽ thấy rằng là một người có tiền là người giàu. Nhưng mà khi vô quýt rồi thì em hiểu rằng là con người có tiền chưa chắc đã giàu, mà phải là giàu toàn diện, chứ không phải là giàu về vật chất không. Giống như là thầy hỏi là anh chị có thấy thầy giàu không, thì ai cũng nói thấy thầy giàu, nhưng mà cái vật chất nó chưa nhiều thôi. Vậy thì cái nhân cách trí tuệ ở đây đó là chúng ta làm một cái việc gì đó, nếu mà chúng ta không có dụng tâm làm, không có tin tưởng làm, thì lâu dần á, nếu chúng ta làm được, em nói là nếu chúng ta làm được một cách thường xuyên mà làm, dụng tâm mà làm, tin tưởng mà làm, thì lâu dần á, những cái người khác sẽ nhìn thấy chúng ta là một người có cái nhân cách trí tuệ. Và một cái người có nhân cách trí tuệ á, là khi mà họ đạt được cái điều này rồi mà họ giúp cho người khác nữa đó, thì họ mới thật sự là người có nhân cách trí tuệ. Tức là một người có nhân cách trí tuệ là người đó giúp cho người khác có trí tuệ, thì đó, người đó có nhân cách trí tuệ. Một người có trí tuệ và giúp cho người khác có trí tuệ thì là người có nhân cách trí tuệ. Thì nói chung là ai cũng thích những chính cái dạng người, chính cái dạng người trong xã hội ai cũng thích hết, tại vì đều là những cái điều tốt, đem đến những cái điều hay lẽ phải cho người ta. Nhưng mà có lẽ con người thích nhất là người có cái trí tuệ, tại vì mình gần gũi với người có trí tuệ thì mình sẽ học được. Ai con người ai cũng muốn ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng có kiến thức kỹ năng hơn, thì họ vẫn thích tiếp xúc với người có trí tuệ hơn để người họ học hỏi được nhiều hơn. Cho nên là rất là quan trọng trong việc chúng ta hình thành cái nhân cách trí tuệ này. Sau khi mình đã có trí tuệ thì mình cần phải hình thành nhân cách trí tuệ, thì để cho tốt đẹp hơn cho chúng ta. Tức là chúng ta có rồi thì chúng ta giúp đỡ người khác, và làm một cách đơn giản mà làm, vui vẻ mà làm, tin tưởng mà làm, thường xuyên mà làm, dụng tâm mà làm, thì người ta đánh giá người đó có nhân cách trí tuệ. Thì em sẽ nhớ cái điều này để mà mình áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Em xin cảm ơn thầy cô ạ.